mình sống theo cái hạnh của người tu, dạ. Đó là tốt rồi. Chứ còn mà nói mà chuyện Phật tử tới dư sư, họ có ba loại bệnh: tâm bệnh, dạ. Thân bệnh và nghiệp bệnh, dạ. Nó có ba loại bệnh. Thân bệnh làm sao? Con bị đau chỗ này, con đau chỗ kia, đứa đau ruột, đứa đau gan cũng như sư vậy đó. Đó là thân bệnh. Thân bệnh thì sao? Chỉ bằng thuốc. Đầu tiên kiếm bác sĩ. À đúng rồi, tìm bác sĩ. Đầu tiên, rồi kiếm bác sĩ. Dạ. Uống thuốc đi. Dạ đúng rồi. Hút thuốc uống đi. Còn niệm Phật đó phía làm sao? Còn mà chưa hết nữa thì mới tính là tâm bệnh. Ờ, đó, cái thân bệnh ha. Đầu tiên là kiếm bác sĩ. Bác sĩ. Kiếm những người giỏi về bệnh hoạn, cơ thể là ngắt được nè. Cái mình đau mình trị nó, chứ đâu phải cái tâm đau mà đi kiếm cái diện khác. Đúng rồi, đói ăn gào đào ăn thuốc chứ. Ừ, đó. À, rồi còn tụng kinh niệm Phật thì thêm. Để dạ, chi? Đúng. Để nó giúp cho cái dược lực. Khi cái mà tâm dược. Uống thuốc mà cái tâm chưa an, còn buồn còn rầu thì không tốt. Dạ, bây giờ rồi. Nhờ niệm Phật cái tâm nó được an, nó yểm trợ cho thuốc. Chứ không phải niệm Phật mà hết bệnh. Không phải à. Dạ. Đừng có nói bệnh ở niệm Phật à. Uống thuốc trước đó, rồi còn tâm bệnh. Tâm bệnh là cái gì? Vợ chồng cắn đắng, gia đình bất hòa, yeah. Con cái ngỗ nghịch, đồng nghiệp hiếp đáp, lòng vòng trong cuộc sống đó, hả? Yeah. Những cái rắc rối trong cuộc sống, những cái rắc rối đó nó tạo cho ta một cái buồn, cái áp lực, một cái áp lực buồn. Tại sao không biết này kia cái vậy đó? Thì con xem coi, người cùng sở với con sao mà ghét con? Giải quyết cái vấn đề đó thì không ai ghét nữa. Ví dụ mình thấy mình sai cái gì mình xin lỗi người ta. Còn trong gia đình bất hòa, nếu con là nữ con nhịn chồng con chút thì bữa đó bớt đắng cay. Ví dụ vậy, mình dạy họ những cái cách cư xử hiện hữu thôi. Đó. Còn cái nghiệp bệnh là những cái loại bệnh, thí dụ như là không tránh khỏi bệnh hoạn của người đó đeo dẫn suốt đời làm đau khổ. Dạ, những cái bệnh năn y đồ á. Đó, thì cái đó ở trong kinh sách nói là nghiệp quả. Dạ. Còn ở khoa học nói mỗi con người sinh ra có một cái thể chất khác nhau, người dày người khác. Có nghiệp bệnh rồi không? Chẳng qua mình xui mình dính cái đó mà. Đúng rồi. Trời kêu ai nói dạ đó. Trời dạ. Kêu ai nói dạ đó. Bởi vậy ta mới chuyển qua nghiệp. Thì bằng cách nào? Bây giờ con ráng tu hiền, niệm Phật đồ này kia, sám hối này kia, cái để làm chi? Dùng cái tâm, cái tâm, từ cái tâm thiện rồi từ từ cái mình nó nhẹ theo. Dạ. Nó ngộ vậy đó. Bệnh nó cũng sẽ vậy. Nó nhẹ theo. Nó nhẹ lại. Nó bớt theo. Cũng như con ở nhà. Có gia đình này kia cắn đắng, con cái quậy quọ, hồi đó mình cự lại. Còn bây giờ mình không cự lại nữa, mình nói đây là cũng do mình tạo ra, con mình là mình đẻ ra mà. Yeah. Đó là cái nghiệp rồi, cái duyên số của mình rồi, mô Phật đi. Thì từ cái con không có chửi nó nữa thì nó cái quậy ít hơn. Yeah. Còn một lần vậy nó xỉn mà con chửi nó, con la nó quậy dữ. Dạ. Nó vậy đó, còn giờ không có chữ không nói thôi, mày làm gì mày làm tao niệm Phật ra, cái nó làm đã hồi nó cũng bớt rồi. Từ cái bớt nó bớt dần nó mất luôn. Dạ. Nó nằm chỗ đó chứ còn cách nào mà trị. Dạ. Nó vậy đó chứ không có gì. Còn đứa nào mình gạt được mình gạt, mình lôi nó ra. Dạ, hồi này sư nói chuyện hay quá. Dạ. Dạ, sư chống nhất là mê tín nha. Dạ dạ, không có hở cúng á. Không hở hở mà cúng giấy đồ này kia chưa, không có chịu cái đó nào. Cúng giấy vẫn được, theo nghĩ là cúng giấy vẫn được, nhưng mà cái mình phải cái cúng giấy nó có hai vế. Dạ. Cái cúng giấy mà cầu xin cho hết bệnh á. Dạ. Nội cái lại Phật nè. Con lại cái lại đúng cái lại sai rồi. Dạ. Con lại Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh, cho con nó trúng số, hoặc là cái gì đó là con cầu xin rồi. Mình xin đó. Dạ. Còn con lại bằng cái tâm, con tới với Phật, con tới với cái đức của Ngài, con học theo cái cách sống của Ngài, con học theo cách tu của Ngài, cái đó mới đúng. Dạ, vậy con hiểu rồi.
mình ở nhà gia đình nào cũng có bàn thờ đốt nhang hết trơn á. Ông nói không có vong linh vậy ông đốt nhang làm chi? Đâu có phải không có vong linh không đốt nhang con. Sư không có tin đâu. Không có tin mà sư cúng vậy mà ông bà nhảy đó ngồi ăn đâu. Không có. Dạ. Nhưng cái người châu Á chúng ta, cái người A Đông của chúng ta, nó đã quen về cái Khổng giáo rồi. Bên Trung Quốc á. Khổng giáo. Dạ. Tại vì cái đạo Phật chúng ta là tam giáo đồng nguyên. Đạo Phật là đạo Khổng, đạo Lão. Dạ. Đạo Khổng là tôn ti trật tự, cha con vợ chồng của Khổng Tử á. Của Khổng Tử. Dạ. Nó dồn vô ba đạo lần đó. Dạ. Nó dồn vô thành cái đạo Phật của Việt Nam mình bây giờ nè. Dạ con hiểu rồi. Còn bên cái phía mà coi bói, coi tai, coi tướng, cúng ma, cúng quỷ là Lão giáo. Lão Tử ha. Ừ. Còn ở bên Phật là tụng kinh. Mà tụng kinh theo cái kiểu ông Phật của Tịnh Độ chứ không phải Thích Ca Mâu Ni. Đó nó vậy đó. Con thấy nội cái ông Phật Tịnh Độ nè, có nhiều ông họa sĩ ổng vẽ ở trên đầu có nhục kế. Trời đất ơi, chỉ có Thích Ca Mâu Ni mới có nhục kế thôi. Ông A Di Đà nhục kế chỗ bị, nào đâu mà nhiều cái bạn á. Bị lai tùm lum chưa? Lai tùm lum hết trơn á. Thầy không có chịu chỗ đó đâu. Dạ. Không đỡ chỗ. Dạ. Nó khó lắm. Dạ. Ở đông người thì cũng người dòm qua kẻ dòm lại con ơi. Rồi cũng tham sân si rồi cũng nảy kia sách giặt. Cũng là cách lại Phật chứ không ai lại giống ai hết trơn. Không ai lại đi chùa này người ta lại khác, người chùa khác người ta lại khác. Lại khác hết. Dạ. Không có theo một cái quy tắc nữa. Tức là họ lại theo cái tâm tại đó. Dạ. Ồ cái tâm họ lúc đó đối với Phật sao đó. Đó ha. Dạ. Nhưng mà chúng ta biết thì đừng có để cái tâm cầu. Mình đừng có cầu xin dân cầu. Dạ. Cầu ai? Ai mà cho? Dạ đúng rồi. Không ai cho hết trơn á. Ví dụ cầu thì yêu cầu trúng số, cầu ra hồi sáng rồi trúng số mất tiêu rồi. Trời đất thánh cầu cho con sau này mà mau giàu à. Tôi ôm chân ông Phật đã 10-20 năm mà xin ông trúng mà ông còn không cho. Tụi bay xin ra ông làm nội gì phải không? Đúng rồi. À, ngày cúng ba thì còn à, không cho ở đâu giái cái cho liền hả? Ờ cúng tối nhà sáng đêm này nè, nghỉ tiếng cúng tiếng, nghỉ tiếng cúng tiếng nè. Dạ. Mà cả chục năm nay rồi ông còn chưa cho được cái gì, còn chuối của Phật tử cho không, gạo cũng của Phật tử cho không, ông Phật có cho miếng nào đâu, thấy chưa? Dạ. Không có được. Còn cúng kiến ông bà là phải cúng kiến chứ. Đúng rồi. Cái người sinh đẻ mình ra mà. Cái mình đốt nhang mình dâng mâm lên. Ha, này qua quả này cái tâm của mình. Cái đó muốn gọi là cái sự tôn trọng. Tôn trọng. Đúng rồi, tôn trọng. Tôn trọng cũng như Đức Phật cũng vậy. Ổng có ăn cơm ăn nước vậy đâu mà tới giờ các thầy cũng phải ra cúng Phật vậy. Dạ. Nó nói vậy đó, cái đó là lòng tôn trọng nó. Lòng tôn trọng đúng rồi. Nó khác. Chứ còn mà tính mà về lợi đó mong cầu này kia cái thì không được. Cái theo cô nghĩ như mình tôn trọng thì mình không cầu tự nhiên cũng sẽ đến. Còn ví dụ mình cầu nhiều quá, càng cầu thì lại càng không có. Bây giờ chúng ta cái cầu người ta cũng cầu vậy. Dạ. Ha. Nhưng mà có một cái cầu cũng có người tham, cũng có người ít. Dạ. Dạ, có nhiều người dạ, dạ cho con khỏe mạnh được rồi. Thí dụ vậy đó. Dạ. Không đòi hỏi gì hơn. Dạ. À, còn có người thì đòi giàu, đòi nghèo. Dạ. Đòi thi đổ, đòi này kia. Nó nhiều cái chuyện mong cầu. Với lại cái này nữa. Cái này nữa thế này. Tôi thấy có nhiều người người ta giống như là quá giàu á. Ừ. Rồi đi cúng dường. Người ta có suy nghĩ là cúng càng nhiều thì giống như là bình an càng nhiều. Rồi mưu cầu được nhiều á. Có vấn đề đó nữa. Thì con thấy nội cái cúng đó ở trong não của người cúng nó đã có cái tâm tham rồi. Dạ đúng rồi, có nghĩa là người ta suy nghĩ là cúng càng nhiều thì mình được hưởng lại càng nhiều. À, công đức nhiều. Dạ cái kiểu đúng rồi. Dạ. Cúng tiền nhiều chừng nào công đức nhiều chừng nấy. Dạ. À, nhưng mà giờ nè, nhiều ít không có cần. Chúng ta đừng có tính á, khi chúng ta cúng dường rồi đó ha. Quan trọng là cái tâm, à, cái tâm thôi. Như là con cho người nghèo. Dạ đúng rồi. Vì con cho người nghèo mà con cúng dường chùa thì phát tâm cúng dường là cứ cúng dường. Dạ. À, đừng có mong cầu gì hết trơn á. Đúng rồi, mình đừng có mong cầu nhiều. Con thấy ở chùa thiếu này ra cái con phát tâm cúng dường cho 5 triệu 10 triệu. Dạ. Vậy được rồi. Còn cái mong cầu ai không mong cầu. Đúng rồi. Ở trong cái lúc mà người ta cúng dường
dù người ta không nói, trong tâm người ta cũng đã có cái vi tế mong cầu ta. Dạ. Làm được điều đó để ta được hưởng cái đức gì đó. Dạ. Thấy chưa? Nó, dạ, nó nằm ở trong cái đó đó con. Dạ. Thành ra ở bên đạo Phật nhờ cái đó. Dạ. Thấy cái đó nha. Thành ra con thấy ở trong kinh đó, ưa kêu những cái người gọi là keo kiệt bủng xỉn. Dạ. Ưa phê phán à, khen. Dạ. Tặng những người xả tâm cúng dường. Dạ. Thấy chưa? À, trong kinh đó nha. Dạ. Nói nhiều nhiều cái đồng chạm. Dạ. Khó lòng. Mình là tu sĩ nữa. Dạ. À, nói lời nói cũng phải cẩn thận kỹ. Dạ đúng. Nhưng rồi mà thầy khuyên các Phật tử đừng mê tín. Dạ, nói chung là chung quy ra là sư đây là muốn các Phật tử đừng có mê tín nhiều quá. Đừng có mê tín. Dạ. Các con cúng dường bao nhiêu cũng được chứ ha. Dạ. 10 triệu 10 tỷ về tùy các con. Dạ, nhưng đừng có đặt vào cái cầu gì đó nhiều quá. Đừng có đặt cái vấn đề mà mong cầu sự cúng dường đó chúng ta được này nọ. Dạ. À, à, như vậy thì cái cúng dường của các con á nó mới tốt. Dạ. Đó nó vậy đó. Dạ. Cái còn mà cúng dường mà xin xỏ đồ này kia cái thì nó có lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà xin được vậy. Thí dụ bữa nay xin không được, mai xin. Mai xin được, mốt xin, xin chừng năm chắc được. Không, đó không có cái đó. Dạ. Ừ. Nhưng mà khi cái con ra con lại Phật nhiều thì cái tâm mình nó hiền nhiều. Ừ. À, khi mà nó hiền rồi đó, gương mặt đổi khác, lời nói đổi khác, tướng đi đổi khác. Đó thì là con trở thành thanh này. Nó không còn tục nữa. Dạ. À, nó nhẹ nhàng lại rồi. Thì trong cái nhẹ nhàng con sẽ gặp những người nhẹ nhàng. Dạ. Đó nó vậy đó, rồi nó kết với nhau từ trong đó đó, chứ không phải cái mong cầu. Dạ. Nó cũng có nhiều cái diệu lắm. Dạ. Ngộ lắm chứ không phải đâu. À, dạ, nói chung là nói hoài cũng không thể mà mình nói hết được. Không nói hết nổi con. Cũng không thể mà hiểu hết được. Ừ, không hiểu. Dạ. Hết được. Nói chung là tiếp thu được phần nào hay phần nấy. Hay phần nấy đúng. Dạ. Nhưng mà sư mong các con đừng mê tín. Dạ, đó. Dạ, đếm lại là cái câu nói của sư con rất là thấm. Dạ, mình đừng có đừng mê tín nhiều quá. Dạ. Còn nói ai ông thầy nào? Ông thầy nào thấy ma thấy quỷ đâu? Dạ. Nói sư lên tới tận nơi đặng cho ông chỉ thầy thấy con ma. Chấp nhận à? Thầy mới nhắn ông đó. À, vậy đó. Dạ. Nói thẳng vô vậy ha. Các Phật tử mê tín ông thầy không mê tín à. Bây dạ. Giờ các Phật tử không từng thấy mà nhiều vị thầy ưa nói lắm. Dạ. Mình tu giỏi đó, mình tu dữ đó, thấy ma thấy quỷ đầu thầy lên tới chỗ nào ông nói có ma, ông chỉ con ma cho sư thấy đi, sư mới tin coi có ông nào dám lên không. Sao mà có mà nằm trong tưởng không hả? Dạ, vì khi mình chia sẻ nhiều thì có thể đụng chạm nhiều, nhưng mà đó là sư thật rồi. Sư thật. Dạ, đúng rồi, sư thật là mình... nói không có đụng chạm gì. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Con hỏi nè, thí dụ cầu an cầu siêu, lúc bệnh dữ lắm mới chạy đi cầu an. Phải không? Dạ. Có khỏe mạnh cầu an cái gì? Dạ. Đó, lúc mà về chết rồi đó mới cầu siêu. Dạ. Rồi siêu làm sao? Mời 10-20 ông thầy về làm trai tăng, tụng đại bi, tụng giảng sanh, tụng bát nhã. Rồi cái mấy thầy bao tơ về cái ở đây dòng này về Tây Phương rồi. Trời ơi, tu chi đi theo cái bao thơ. Ừ, như vậy sư tu chi nhắm mắt cũng về Tây Phương. Thời đại 4.0 chuyển khoản mau lẹ. Khỏi bao thơ. Mà mình thầy chùa mình nói cái đó cũng hơi đụng chạm. Cũng hơi kỳ kỳ á. Ơi đó. Không, hàm ý là hiểu rồi. Nhưng sư mặc cái đồ này chưa nói theo cái cách tu của sư. Đúng rồi, dạ. Chứ con không hiểu. Mê tín. Con hiểu, dạ. Không mê tín. Không có phải mà ra mà lại Phật và cầu được. Dạ. Không có xin cầu an, cầu siêu gì được hết trơn á. Dạ. Ai làm tội nếu mà có đó thì xuống lãnh à. Dạ. Chứ còn nói mà đem tiền ra mà cái đó cũng như đem tiền chuộc tội rồi phải không? Đúng rồi, đem tiền chuộc tội. Bây giờ mời 10 ông. Tôi mời 100 ông. Đem cho nhiều à. Ừ, 100 ông. Rồi
Dạ. Vậy đó rồi sao? Nó dạ. Mấy cái đó đụng qua mấy anh thầy cựu vô. Dạ thôi nãy giờ nói chuyện với sư cũng khá là lâu, cũng rất là vui. Dạ biết thêm nhiều cái kiến thức rất là hay đó sư. Ừ. Dạ thôi có gì sư nghỉ ngơi đây, rồi mai mốt có dịp khác con qua đây ha. Ờ rồi mốt dạ. Sư nhắc lại lần nữa nha các Phật tử, cái cách sám hối nha. Dạ. Sám hối chúng ta đưa cái tay lên đây nha. Dạ. Phía bên này là cái mặt trái, những cái dĩ dãn đã qua. Dạ. À, chút lúc đó chúng ta chưa biết Phật pháp, chưa biết từ bi là gì. Bây giờ chúng ta gặp Phật pháp, gặp thầy rồi, chúng dạ. ta tính là từ cái lòng bàn tay trở qua. Đó, hai tuần vừa qua con dạ. có làm điều gì hại người và hại mình không? Hai tuần vừa qua con có nói điều gì hại người và hại mình không? Nhiều đó hả? Dạ dạ. Hai tuần thôi. Dạ. Chứ còn mà tính ở dĩ dãn trời ơi biết bao nhiêu chuyện đó, đó vậy nha mấy con. Dạ thôi thôi con tạm biệt sư ha. À bye bye. Dạ dạ.